Phá rừng, xây nụi cầu đáy kính giữa khu du lịch thung lũng tình yêu nhưng chây y tháo dỡ. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư xây dựng cầu đáy kính tại khu du lịch thung lũng tình yêu và buộc tháo dỡ công trình trong vòng 60 ngày, nhưng đến nay đơn vị này vẫn chây y chờ xin phép. Ngày 13 tháng 10, đại diện lãnh đạo phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết ngày 14 tháng 10 tới, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt sẽ có cuộc họp kiểm tra, giải quyết kiến nghị xin gia hạn để hoàn thiện thủ tục xin giấy phép xây dựng công trình cầu đáy kính tại khu du lịch thung lũng tình yêu. Các đơn vị chức năng của phường liên tục giám sát công trình cầu đáy kính này, nếu có biến động sẽ báo cáo ngay Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt để có hướng giải quyết. Hiện vụ việc vượt quá khả năng của phường, vị lãnh đạo này nói. Trước đó, vào tháng 1 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vì đã xây dựng công trình không có giấy phép. Theo quyết định này, trong vòng 60 ngày, kể từ ngày 13 tháng 1 năm 2020, đơn vị chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm. Nhưng đến nay đã 10 tháng, công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vẫn chây ì việc tháo dỡ công trình sai phạm, kéo dài thời gian chờ xin giấy phép xây dựng. Lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt cũng không áp dụng biện pháp tháo dỡ như trong nội dung quyết định. Như báo Người Lao Động đã thông tin, cơ quan chức năng phát hiện tại khu du lịch thung lũng tình yêu, chủ dự án đã xây dựng cầu đáy kính 7D không có giấy phép với hai bố neo 10x15m, chiều cao 10m, hai trụ đỡ có kích thước 8x8m, cao 20m và 28m, đã kéo dây neo và kéo dây đáy kính. Cầu đáy kính này có chiều dài 221,5m, rộng 2,09m, khoảng cách giữa hai mặt ngoài bố neo cáp dài 325m. Ngoài ra, tại công trình này, chủ đầu tư còn dựng khung sắt lắp ghép nhà chờ rộng 8m, dài 20m, cao 4m. Cũng tại công trình này, cơ quan chức năng còn phát hiện chủ đầu tư đốn hạ trái phép 6 cây thông ba lá có tuổi đời hàng chục năm.